điều nào em không thích ở người bạn gái không? Biết cái trang điểm nhưng mà không có quá đậm. Bên kia đậm không? Rồi trốn ở đây luôn rồi nè. Em là Hùng Nhung, em sinh ra và lớn lên ở Đắk Lắk. Hiện tại là đang làm kế toán tại nhà bè. Em bao nhiêu tuổi Nhung? Tuổi của em trong giấy khai sinh của em là 90 nhưng mà thật là 89. Vì vậy khi mà em cần chững chạc á, thì em sẽ nói em là 89. Còn lúc nào em muốn mình trẻ thì em sẽ nói em 90. Trời ơi. Rồi bên kia giới thiệu đi à. Dạ, em là Phóng. Quê em ở Thái Bình và đang sống và làm việc ở nhà bè. Nhà bè luôn hả? Dạ. Bạn làm gì? Em có một cái công ty nhỏ đó, kinh doanh thiết bị văn phòng. Ở chỗ nào nhà bè vậy anh? Anh ở đường Nguyễn Văn Tạo đó. Vậy gần của em rồi, em ở Nguyễn Hữu Thọ. Thì nó là một đường nối dài đó. Đúng rồi, một đường nối dài. Coi như một đường nó nối dài từ Nguyễn Hữu Thọ qua Nguyễn Văn Tạo. Hình như là chung một nhà đó. Em năm nay bao nhiêu tuổi? Em năm nay 31 tuổi. 31? 87. Điểm mạnh và điểm yếu của bạn đi bằng Nhung. Em là một người biết nấu ăn. Em rất thích con nít và chăm sóc con nít rất là tốt. Rất là hay cười. Nên là được trong công ty mọi người gọi chọc là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Rồi điểm yếu của bạn Nhung là gì? Điểm yếu của em thì em hơi nhỏ con. Người ta gọi là bé như cái kẹo. Tính thì cũng hơi trẻ con nữa. Nên là cũng có thể đó là lý do em ế tới giờ. Rồi, còn bạn Phóng? Em sống em có lập trường riêng. Nghĩa là em đặt ra một cái mục tiêu nào đó. Em cố gắng hoàn thành cái mục tiêu đó. Tức là có bản lĩnh đó. Chứng minh rằng bằng một cái công ty mà em cho ra đời đó ha. Tuy nó nhỏ nhưng nếu bản lĩnh của mình anh nghĩ rằng nó sẽ lớn lên. Bây giờ em gái bên kia nói về tình trường của mình đi em. Đúng em rồi. Đã có bao nhiêu mối tình rồi? Chính thức là có 2 mối tình. Một mối tình hồi sinh viên. Còn mối tình thứ hai là yêu một thời gian thì đùng một cái ảnh thông báo với em là ảnh về quê đấy vậy. Vậy là anh gạt em rồi. Dạ, em dễ tin người. Lúc đó quen em thì ảnh chia tay người yêu. Nhưng mà lúc anh nói anh về quê lại có tình cảm lại với người yêu cũ. Nên là anh lấy... Nói chung là có bị gạt nhẹ. Rồi tình trường của bạn trai. Ngày mới vào Sài Gòn đó thì em có quen một cái bạn ở trên Đắk Lắk. Cũng Đắk Lắk luôn. Cô đó về quê lấy chồng luôn hả? Dạ không ạ, cái bạn đó thì thực ra thì cũng có nhiều điểm không có hợp lắm. Bạn thứ hai thì cũng gần đây thôi. Lúc đầu thì cảm mến một vài cái điểm nào đó. Nhưng mà sau rồi tìm hiểu thì thấy là có nhiều cái bất đồng quan điểm quá đó là... Vậy thì em có thể rút ra là tại sao lại chia tay hai mối tình nữa không? Em khó. Khó quá. Tại sao mình lại khó như vậy? Tại vì em cũng mong muốn một cái bạn gái nào đó có thể quán xuyến được cái việc trong gia đình. Không có ấn tượng lắm với mấy bạn mà cá tính quá thì em không có ấn tượng mấy. Thôi đừng có khó, đàn ông khó quá cũng khổ rằng bà lắm. Khó quá ai mà chịu nổi. Không phải, cái vấn đề là khó ở những cái trường hợp nào thôi. Buông lỏng ra đi, nhẹ nhàng thôi, cuộc sống à. Thế ạ. Rồi. Mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Càng cao càng tốt, có thể gọi là bù trừ với em. Cao nhưng mà cũng phải dễ nhìn. Ngày trước thì nghĩ là chồng cao là được. Nhưng bây giờ em nghĩ lại, sợ con mình ra thì nó lùn giống mẹ. Rồi xấu thì giống ba thì cũng được. Nên là cao nhưng mà phải dễ nhìn một chút. Rồi tính tình thì vui vẻ, dễ tính một chút và biết quan tâm đến gia đình. Rồi bạn trai, mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Dạ cao 1m8 thì em không dám mơ được. Nói chung là làm sao để đứng cân đối với lại em được. Anh ơi, 1m58 cả giày được không anh? Được. 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 Có điều nào em không thích ở người bạn gái không? Xe xua nhiều quá chị. Biết cách trang điểm nhưng mà không có quá đậm. Bên kia đậm không? Trời, trốn ở đây luôn rồi nè. Cái gì đâu mắc cỡ. Không, nhưng mà tùy từng người chị. Chi mà khó vậy trời ơi, thời buổi gì. Bởi vậy em ấy, bây giờ em 31 tuổi. Dễ tính lên một chút xíu, bây giờ 34 tuổi đã dễ tính chưa hay vẫn khó? Cũng dễ bớt rồi đấy chị. Có nghĩa là cũng khó. Cũng khó. Khó là ai mà chịu nổi. Phụ nữ người ta khổ lắm, người ta lấy mình về, người ta chăm sóc nhà cửa, con cái cho mình rồi. Phải dễ cho người ta dễ thở chứ, khó quá sao mà chịu được. Cũng không hẳn là khó đâm đâm, mà là bây giờ mà ví dụ như mà tìm được một cái bạn gái nào đó thích hợp đó. Nhìn thì... cái mặt là thấy khó rồi, chưa còn nói gì hết á. Khó đâu dữ vậy, dễ thương lắm chứ bộ. Nói xấu rằng trai không à. Ha, dễ thương ha. Không nói được gì nữa. Không nói được gì. Em cứ nói đại đi, sợ gì quay mặt. Thì đó là ý em như vậy đó, cũng như là em cũng biết điều phối tất cả mọi thứ, cũng không đến nỗi rồi. Vậy em là công việc trong thành phố này là ổn định chưa?
em ổn định rồi. Rồi hiện giờ nhà cửa mình là ở đâu? Nhà cũng ở nhà bè luôn chị. Nhà bè là nhà em hay là nhà ai? Nhà em. Hay quá ha, mua được nhà luôn rồi ha. Cũng phấn đấu rất là nhiều năm. Bây giờ nếu được thì bao giờ mình tiến tới hôn nhân được? Làm luôn chị. Làm luôn. Dạ. Nói chung có một hai tháng sau vậy đấy. Tiêu chuẩn mọi thứ được hết, chỉ còn điều là hơi khó chút xíu thôi. Gặp đúng người, biết đâu trên mạng em tự nhiên em dễ liền, hiểu không? Dạ. Được không? Em cũng chưa biết được. Để nữa. Em mà gặp chị Cát Tường á thì từ khó cũng thành dễ. Đúng rồi, đúng rồi. Không, bây giờ chị hỏi nè, giả tỷ em lấy vợ về, em có cho vợ đi tiếp tục công việc làm của vợ không? Cái đó là quyền của vợ mà. Rồi, ví dụ bây giờ tới sanh con ra rồi, em có phụ vợ chăm sóc con cái, phụ nấu cơm, dọn dẹp, lau chùi nhà cửa không? Cái đó thì chắc là có bà nội với bà ngoại lo rồi chị. Không lấy quyền này em. Hiện tại là nhà mình đang ở chung với ba mẹ. Không không, hiện tại thì không, em rất là muốn đón bố mẹ em vào trong này. Thì ví dụ lúc bố mẹ chưa chịu vô đó rồi mà đã đẻ con rồi, em cũng đi làm, vợ em cũng đi làm thì chiều về đi đón con nhà trẻ rồi về đầu bù công việc thì em có làm việc nhà phụ vợ không? Chắc là có cái gì. Em cũng không phải là cái dạng người mà em lấy vợ về để phục vụ đâu, cũng nghĩa là em cũng biết chia sẻ một vài cái vấn đề đó. Vậy cũng được đó, chính là chỗ đó khó nhưng mà đừng có gia trưởng. Không, khó nhưng mà cũng phải là thương yêu vợ. Có lãng mạn chút nào không? Lãng mạn thì chắc chỉ với vợ thôi, chứ còn bồ bịch thì em chắc là em không lãng mạn được. Ủa thì phải bồ mà mình lãng mạn, người ta mới làm vợ mình chứ. Bồ biết đâu được, ai biết được bồ có phải vợ mình không? Trời đất ơi. Thôi vậy rồi ông không hết lòng với bồ ông, mà làm sao người ta đồng ý người ta làm vợ? Khi nào chắc là vợ mới lãng mạn đúng không? Cũng ý kiến hay chứ bộ. Lãng mạn như chi người khác. Không, nhưng mà khi mà quen thì em cũng rất là chiều bạn gái. Em hay mua mấy cái đồ quà nhỏ đó. Nhỏ thôi đúng không? Làm vợ mới mua quà lớn đúng không? Vợ thì vợ lấy tiền của em có được quyền mua quà đó. Làm gì còn tiền mua quà đấy. Quà lớn rủi không nó đi mất uổng. Đúng rồi đấy. Đúng rồi luôn. Trời ơi trời. Nó phải rõ ràng gì chứ. Nói chung là cũng thật, mà thật quá luôn đó. Chắc ăn vậy cho chắc ăn. Nhưng mà công việc ổn định, nhà cửa ổn định, ở thành phố rồi em yên tâm rồi đó. Còn vụ khó đó em tự lo đi. Anh bên đây, anh có sao nói vậy đó. Anh không bóng bẩy không có gì hết trơn á. Đó là những cái thật. Mà nói gì Tường nãy đúng đó. Biết đâu mình trên cơ ảnh thì sao? Em cảm thấy ảnh rất là khó tính đúng không anh? Thì anh nói khó vậy thôi, chứ khi mà người ta biết người ta khó rồi là người ta dễ đó em. Người ta khó mà ta không biết ta khó tính không, anh dễ ẹt à. Cái đó mới là mệt nữa đó. Vậy là em phải làm sao trên cơ ảnh mà được? Em tuổi gì ta? Dạ em 89 là tuổi Tỵ. Tuổi Tỵ. Phóng tuổi gì phải không? Được. Em con mèo. Con rắn với con mèo hai con vờn nhau. Có nhiều khi con mèo nó khiều khiều con rắn, nhưng mà con rắn nó quấn chết con mèo. Thấy không? Đây, con rắn. Con rắn quấn chết con mèo, đây cũng là con rắn cũng sẽ quấn chết con vậy mèo. Vậy là được đó. Chị trên cơ. Dạ. Em cũng sẽ trên cơ, em cùng tuổi với chị. Yên tâm vậy, yên tâm rồi. Được đi nhà phóng. Nói chung có cái bộ phóng tốt luôn rồi đó. Nha. Còn mà gột ra được cái gì là ăn thua em. Cố gắng lên phóng. Phóng luôn, phóng mạnh, phóng tới, phóng luôn. Bình tĩnh lên nha. Sao anh run vậy anh? Anh bị cái hội chứng hơi sợ đám đông nên là hồi hộp lắm. Dạ. Lúc nãy em nghe anh chia sẻ là anh muốn lấy vợ trong vòng 1-2 tháng. Nhưng mà em lại có quan điểm là trước khi lấy chồng em muốn đi du lịch. Vậy nếu mà quen nhau anh có cho em đi du lịch hoặc là đi cùng em không anh? Anh được đi cùng thì đi. Chứ bỏ anh ở nhà anh đi sao được. Hai người đi cùng ai mua vé? Dạ. Cái vấn đề đó thì chắc là em sẽ lo rồi. Được đúng không? Em lo được. Tưởng đâu tôi lấy về rồi mới đưa đi chứ luôn. Làm đến mức mà vé chứ. Tôi phải hỏi kỹ chứ. Không lo, tôi lo. Anh bộ nhìn em khó lắm mà. Hả? Khó lắm, cái mặt em rất khó luôn. Em khó đến nỗi nè, bây giờ em khó viết cái trán em nó nhăn lần nếp nhăn hết trơn. Anh của em ngồi ở dưới không, cái trán căng mà nó cao. Còn em á là đây nè, nếp mấy khóe mắt đồ nhăn nó trơn rồi. Xấu lần tay rồi quá. Bây giờ em đừng có khó nữa, mặt em phải cười hoài, lúc đó da mặt em nó mới căng lên được. Rồi bạn gái về sẽ nuôi em ăn cho nó mập mạp ra, sẽ đẹp giống như anh trai vậy đó. Hiểu không? Cái tướng mình phải thoải mái lên. Để thoải mái lên, đừng có nhăn nữa nha. Trán nó nhăn hết trơn rồi. Thoải mái lên. Tiền vé lo hết luôn. Tiền vé vậy mới được. Nó nghĩa là trong một năm tới này em dành thời gian đó để em đi chơi đúng không? Dạ đúng. Chứ rồi. Sợ lấy anh về đó anh nhốt ở nhà đó, anh bắt đẻ với bắt làm việc không đó, người ta phải đi chơi trước khi người ta lấy đó, hiểu không? Em có bắt gì đâu. Cảm xúc với người đối diện thế nào mình nói. Có rung động đi. Được chút nào chưa? Ừ. Nói thật lòng mình đi. Ừ. Để chúng ta quyết định. Nãy thì em có nói dối nè. Đúng rồi. Biết rồi, biết là bạn rất thật. Bây giờ này.
Đó, bây giờ muốn người ta nói thật lòng cái gì. Hơi bây giờ đang suy nghĩ cô ấy nè. Em có thích cô ấy hay không? Anh thấy em dễ thương, nhưng cái điều là anh không biết là cái em cảm nhận như thế nào với anh thôi. Tại vì cũng như hồi nãy anh có nói là lên đây nó hồi hộp quá, anh cảm giác như là anh không có bộc lộ được hết cái con người đó, nên là anh không biết là mình còn có cái cơ hội để mình tìm hiểu ở bên ngoài nữa hay không ý. Thật ra là anh rất là muốn có một cái khoảng thời gian bên ngoài đó. Người ta đồng ý bấm nút mới có thời gian bên ngoài, còn cứ e thẹn, cứ nhút nhát vậy hoài là ta không bấm nút là không có thời gian bên ngoài luôn. Mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên. Em hồi hộp, em run vậy, em quản lý nhân viên sao? Em khá là tách biệt hai khoản, có nghĩa là cái khoản đời sống của em nó riêng, và cái khoản làm việc ấy. Tại trong làm việc thì em nghiêm túc lắm. Mấy đứa nó hay kêu là ông già khó tính gì đó. À vậy anh ơi, tính em thì hơi trẻ con vậy, anh chiều được không anh? Chiều được. Anh thích trẻ con mà, anh thích trẻ con mà. Anh thì rất là quý mấy cháu, nên là anh cũng thương em như cháu anh vậy đó. Cứ làm cho hồi hộp mà. Hồi hộp gì đâu, đâu có ai làm cho hồi hộp. Ý là em thích con nít, nên là cái tính con nít thì chắc là anh sẽ chịu được. Thôi bây giờ một câu cuối cùng nữa thôi, là quyết định bấm nút hay không nè. Bạn gái là tuyệt đối không có thích bạn trai hút thuốc. Hút thuốc nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhân tiện đây vừa có hiếu với bố, vừa là một cơ hội giống như để tỏ tình với bạn gái. Em phải hứa với bạn gái. Rồi chúng ta quyết định. Anh bỏ được rồi. Mới có 2 ngày. Phải hứa. Mới 2 ngày chưa yên dạ. Tâm đúng không? Dạ đúng. Thôi giờ chắc chắn là bỏ được đúng không? Nhìn thẳng mặt em nói một câu, anh chắc chắn bỏ coi. Mạnh mẽ lên. Anh bỏ thuốc. Rồi vậy được rồi. Hai bạn hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng Khổng nha. Nắm tay cô gái. Đừng có nhăn, đừng có nhăn. Thấy chưa? Thấy sao? Thấy sao? Thấy thơm. Thơm.